ngày xưa là anh thi cả hai khối luôn, cả khối A và khối B. May mắn là năm đó là anh đậu cả hai. Em giữa bác sĩ với bệnh nhân mà nó rất là đặc biệt, và cái đó cũng nuôi dần cái những cái thích đối với nhân. Hãy có kiến thức chuyên môn tốt, cố gắng hết sức mình. May mắn. For it.